Vâng, em xin chào tất cả bác mọi miền Tổ quốc. Em mới về được một con G9000DB. Thì đây là những phẩm sản phẩm rất là quen thuộc tại shop em rồi. Đây là con hàng đấu máy bay cũng gần 2 tháng em nó mới cập bến tại Việt Nam. Các biết rồi, các bác là cũng đã theo dõi kênh của em rồi. G9000DB, 9090DB, 80DB, G9000 hay là G8000 bên em đều có giá thành rất là ok để các mình sở hữu nha. Cơ bản nhất á là các biết rồi, bên em là hàng đấu giá, đấu giá trực tiếp về là giá nó luôn luôn là ổn định và tốt cho các bác. G9000DB bên em có bản DB, G9000DB thường và G9000DB Gold Limited. Tí nữa thì các bác xem video ở phần đoạn cuối thì em sẽ giải thích cho các bác mình nghe được vì sao nó sẽ có hai phiên bản như thế. Cũng kiểu thôi, giờ đi vào chi tiết em nó đã. Mới về mới khui thùng xong. Đấy, G9000DB đẹp cấu cạnh nha. Tại vì những cái sản phẩm này nó thuộc hàng top rồi các bác, thuộc sản phẩm cao cấp nên bên em là tuyển hàng là các bác phải, nó phải đẹp, phải chắc, từ chi tiết máy này, nấm nút này đẹp long lanh đấy, ánh kim cương còn đủ hết, nói chung là phải là tuyển toàn chọn kỹ lưỡng các bác. Đây này, các bác nhìn này, con này thì em đang giao qua là các bác giá rất là yêu thương luôn, 83.500.000. 83.500.000 kể cả lái vẫn mua về bán lãi bình thường các bác. 83.500.000 nha. Đấy các bác thấy chưa? Độ đẹp. Nhìn từng chi tiết này các bác. Chiều nay thì bác khách đã chốt con 9090 trơn mới về hôm qua rồi các bác. Hiện tại còn 90DB thôi. Đây cảnh tiếp theo. $83.500 nha, chỉ còn đủ là 83, cọc tiền cọc giúp em khoảng 10% trở lên, em ship hàng. Đây các bác cùng ngắm nha. Hàng mới về các bác ngắm thoải mái đi. Series con này là 0528 10528 700W. 10528 nha. Máy thì bao zin tuyệt đối, nhưng mà bên em về là sản phẩm nó chắc, hàng là hàng chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác mua ở đâu thì em không biết, nhưng mà mua bên em là cái nào chưa qua tay người sử dụng Việt Nam là em đã báo thẳng, tại bên em chuyên hàng nước ngoài về. Và những cái con này á, các biết rồi, ai đã sử dụng rồi là hầu như không bao giờ bán lại đâu. Nó là thuộc sản phẩm hay của hãng Sansui này, trưng bày đẹp, top sản phẩm rồi. G9000DB, G7000 này, G7500 quá, G8000 rồi G9000 rồi G9000DB là hết số dòng 9000 này. Rồi còn cái bản cao cấp nhất nó là bản Logo Limited, cái bản là bản của đại gia rồi các bác. Cái bản nó phải đắt hơn khoảng 8 đến 10 triệu. Tại vì nó phải tốn tiền vàng các bác. Chứ không phải đơn nhiên mà nó lại đắt đâu. Muốn mà lên Gold Limited các bác phải bỏ vào khoảng gần 2 chỉ vàng đấy, là cái phần này nó sẽ là bọc vàng hết các bác đấy, chứ không phải là đơn nhiên là cũng kiểu như là chị em phụ nữ chúng ta đó, muốn đẹp đi đâu, đi lịch, đi tiệc hay là đi đám cưới thì chúng ta phải khoác lên một cái trang điểm, gọi là một cái đó là chị em phụ nữ rất là biết rồi, mình thì không có để chơi, nhưng mà ví dụ cái đó không nói nha, nhờ các bác đó, một cái lắc vàng, một cái nhẫn vàng hay là hai ba cái lắc vàng, một cái phanh hay là cái đeo trên tay các bác, như một cái dây chuyền đó, tự nhiên con người nó sang lên hẳn rồi đó, gọi là gold đấy các bác. Gold nghĩa là vàng đấy, muốn sang, muốn độc, muốn rất là nhiều các người ta để ý, chúng ta phải bỏ vàng vào, nhưng mà bỏ vàng vào thì nó phải sao, nó phải tốn tiền đấy, nên những con gold limited thì nó số lượng nó không có nhiều, nó thuộc vào cái sản phẩm đặt hàng các bác mới có được thôi nha. Đép vàng vào, bọc nghĩa là bọc một lớp vàng vào á, mở vàng nó phải tốn tiền, nên là những cái con gold limited nó sẽ đắt hơn. Như con 9000 gold limited em đang giao là 89 triệu nha, còn con này là 83.500.000. Bác nào thích con gold limited thì mình có thể thêm tiền vào nha. Còn đây là con bản trắng bình thường, những con này nhiều lắm, có còn bản gold limited nó mới là hiếm, còn limited là số lượng có hạn mà. Các bác cùng xem con này đi, nó rất là mới luôn, cực kỳ xuất sắc. Hay bác nào mà bữa có gọi hỏi em có bản thường không để cho tiết kiệm chi phí các bác. 83.500.000 em đang giao đây,
mới về luôn. Ê sợ ơi, nó mắc gì ta? Bây giờ này 83.500.000 nha, bao gồm phí ship rồi nha các bác. Rồi đi vào nội thất bên trong, mời các bác cùng ngắm lại một tí nữa về vẻ đẹp em nó này. Nói chung đẹp long lanh quá. Các bác mua hàng bên em là chuẩn sản phẩm, là chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha. Nó mới này các bác thấy chưa? Các bác thấy. Giờ mở nội thất bên trong để các bác cùng xem. Vâng, xin chào các bác nha. Đây là những cái ruột rà bên trong của con 9000 dB. Đây là bo mạch dB quá. Đấy. Hai cầu loa, tủ tiếp và các bác nhìn đồ mới. Giá em giao là sát với những giá lái nhập vào nha các bác. Nên các bác mình chơi thì nhanh tay nha. Chứ con này mà em lái mà lấy là họ về họ bán 90 đó. Còn Gold người ta bán tới gần cả 100 lần á. Nhưng mà em giao là giá trực tiếp tại shop em là con Gold á. Con Gold Limited á là 89 triệu. Còn cái con mà tráng thường này á là giá là 83.500.000. Đấy. Lái hay là khách gì là mua vẫn như vậy nha các bác. Tại vì sản phẩm này giờ nó hiếm quá. Giờ nếu lái con này về như shop á, lấy về là không có nữa. Là các bác muốn sở hữu nó là các bác phải bỏ tiền ra, thì giá nó phải cao lên nha. Đấy, em nói rõ ràng hết rồi. Nên các bác nào mình yêu thích thì mình nhanh tay thì mình chốt thôi. Tại vì giá em giao lái hay là đồ cũng trên, nó không có trên nhau nhiều các bác. 500 triệu tại vì em bán khách đã có kìm bảo hành rồi, còn lái nó sẽ không có kìm bảo hành. Nên các bác mình hoan hỷ. Đấy, mình thoải mái mình chơi đi, giá bao giá cho các bạn chơi luôn. Tại những sao lâu lâu em mới về thôi, không có nhiều đâu. Đấy, đẹp như thế này, nhấc cái nách luôn nha. G9000 dB, 83.500.000. Bác nào thích bản Gold Limited thì em vẫn có một con nha, một con à, năm nay về được một con là 89 triệu. Đấy, tiết kiệm chi phí thì chúng cho ta chơi con này. Còn mà thích thêm gần cả chục cũ thì phải bọc lớp vàng vào thôi, sang trọng hơn, độc hơn. Ai đi vào vòng khách chúng ta cũng để ý liền. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác nha ở video tiếp theo. Bác nào có nhu cầu sản phẩm cứ alo cho em và nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều.